Trong tay tôi có hai cái bộ đàm Canut, một con là TK3000, con này là xịn hãng, với giá khoảng 2,5 triệu, 3 triệu gì đấy. Còn đây là con Canut TK608, khả năng là fake, có giá khoảng được 600 nghìn thôi. Trông cũng rất xịn, nhưng mà để test xem hai cái này như thế nào nhé. Đầu tiên là kết nối máy tính bằng cổng pha cổng USB này. Cái dây cáp này là cái dây cáp một đầu USB và một đầu như này, cắm qua cổng tai nghe của nó. Cái cáp này trong này có một bộ chip để chuyển đổi từ cổng COM sang cổng USB. Tôi mua cũng 200 mấy. Lý là cái này phải có driver của nó cơ, vì khả năng cái này là đồ tàu nhái nên là nó không, Windows nó không nhận ngay. Còn nếu mà cáp xịn của nó đâu 30 mấy đô giao đấy. Sau khi cắm cáp, bật máy tính lên thì vào trong device manager của nó có một cổng COM này, COM 5 này là đã COM 5 hoặc COM 4 gì đấy tùy, thì nó đã cáp được nhận. Sau đó chạy cái phần mềm, đây là phần mềm của Kenwood sử dụng cho TK2000, TK3000, và setup lại cổng COM, chuyển đến cổng COM 5, ok, và read. Các thông số của 16 kênh nó hiện ra đây. Như vậy nếu như bạn muốn đồng bộ hóa cái bộ đàm này bộ đàm khác thì các thông số nó phải giống hệt nhau. Cái con TK608 này thì nó có bảng thông số ở đây. Rất tiếc là khi mà import vào thì nó không được, nên là bắt buộc phải nhập tay. Tôi đã nhập thử cái hàng đầu tiên này, 454454 này, kênh 1 và kênh 16 tôi đã nhập thử vào đây. Nhập thử vào đây, hai kênh này giống hệt. Và sau đó bạn drive nó vào. Như vậy là kênh 1 và kênh 16 này của hai bộ đàm nó liên kết với nhau. Sau khi tôi cài thông số của bộ đàm của con TK3000 này thì nó sẽ liên lạc được với con TK608. Liên lạc hai con với nhau nhé. Bật lên này, mở volume. Đầu tiên để mức volume 50% kênh 1. Và con Kenwood T608 bật lên. Power on. 16. Chuyển về kênh 1. 11. 1. Hello. Đây là âm thanh của con Kenwood TK3000. Bây giờ tôi sẽ đổi lại để test âm thanh của con Kenwood T608. Hello. Đây là âm thanh của Kenwood T608. Bây giờ sẽ để mức volume max nha. Để volume max này, để volume max và test âm thanh này. Đây là âm thanh của Kenwood TK3000. Bây giờ đổi lại để test con TK608 này, cho max lên này, max volume này. Đây là âm thanh của Kenwood TK608. Các bạn đã thấy sự khác biệt của âm thanh của hai đàm rồi chứ hả?